Chào các em, chào mừng các em đến với khóa học kinh nghiệm phỏng vấn hay kỹ năng phỏng vấn của học Ology English. Có thể coi phỏng vấn, việc đi dự phỏng vấn, trả lời phỏng vấn là một kỹ năng. Và kỹ năng ấy thì quyết định bởi cách mà chúng ta tư duy, thì tiếng Anh gọi là mindset. Thì cái thể hiện của chúng ta trong cuộc phỏng vấn đôi khi, mà rất là nhiều khi đấy, nó được quyết định bởi cái tâm thế của chúng ta. Và trong buổi hôm nay thầy sẽ chia sẻ một điều hết sức quan trọng về vấn đề này. Nhưng trước tiên, thầy sẽ bắt đầu với một cái vấn đề mà thầy tin rằng tất cả các bạn đi phỏng vấn, chúng ta đều đã từng có cái vấn đề này. Đó là chúng ta có cảm thấy run. Tức là nhiều bạn khi bước vào cuộc phỏng vấn thì cảm thấy mình rất là run, căng thẳng và không hiểu sao lúc đó mình bị đơ và mình không thể hiện được hết năng lực của bản thân mình. Chính vì thế mình không đưa được câu trả lời thích hợp, thậm chí là mình còn tắc tị, thậm chí là mình còn không không thể trả lời được cái câu hỏi của nhà tuyển dụng, mình không thể huy động được được cái năng lực tư duy trong cái thời điểm đó, thậm chí còn toát mồ hôi vân vân, dẫn tới là chúng ta không gây được ấn tượng tốt và chúng ta không trúng tuyển. Đó là điều hết sức bình thường và rất là thường gặp của nhiều người. Và lý do là vì sao? Lý do thực sự là vì sao? Thì có nhiều lý do, nhưng ở đây thầy giới thiệu một lý do hết sức là quan trọng, đó là cách mà chúng ta đặt vấn đề khi mà chúng ta đi phỏng vấn. Tức là cái cách mà chúng ta trả lời câu hỏi phỏng vấn để làm gì? Thầy nhắc lại, phỏng vấn để làm gì? Có bao giờ các em tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Nếu mà chúng ta nghe người ta thấy câu hỏi này rất là đơn giản, còn những bạn khi thầy hỏi câu em phỏng vấn để làm gì? Thì bạn trả lời, thầy hỏi câu lạ thế, em phỏng vấn để tìm việc, em phỏng vấn để có được công việc. Thì đó là một câu trả lời hết sức là đúng thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ đúng hơn nữa nếu mà chúng ta thêm một chút thông tin vào. Chúng ta đi phỏng vấn không phải chỉ là để có được công việc, không phải chỉ là để có được công việc ấy, mà là để có được công việc phù hợp với bản thân mình. Thầy nhắc lại, chúng ta đi phỏng vấn là để có được công việc phù hợp với bản thân mình. Sự phù hợp này rất quan trọng. Và cái việc có tư duy là đi phỏng vấn để có được công việc đó và đi phỏng vấn để tìm một công việc phù hợp là hai cái khác nhau hoàn toàn. Nếu mà chúng ta đi phỏng vấn để có được công việc đó, ví dụ như là có bạn ứng tuyển vào cái vị trí công việc đó chỉ là vì các bạn của mình cũng ứng tuyển vào công việc đó thì mình ứng tuyển vào công việc đó cho vui, hoặc là có bạn ứng tuyển vào đó vì là công việc đó lương cao, các bạn ứng tuyển vào đó là vì công việc đó có vẻ oai, cái công ty có vẻ hoành tráng, vân vân, thì có rất là nhiều lý do khiến cho chúng ta ứng tuyển. Nhưng nếu mà chúng ta không thực sự biết là mình không thực sự có cái tâm thế là mình đang đi tìm hiểu xem công việc đó có phù hợp hay không, thì nó dẫn tới những cái hệ lụy khá là nghiêm trọng ở sau đó. Ví dụ như là chúng ta có thể bằng mọi cách, tức là có bạn để bằng mọi cách để trúng tuyển ấy, thì các bạn ấy đi tìm hiểu những câu trả lời hoàn hảo, những câu trả lời mà bạn ý nghiên cứu từ những người đi trước, những người đã tham dự cuộc phỏng vấn đó rồi và công ty đó rồi, và các bạn biên soạn ra một câu trả lời hoàn hảo để khi mình trả lời câu hỏi đó thì nhà tuyển dụng sẽ nhận mình sẽ trúng tuyển. Thì đó là một số bạn như vậy, mặc dù cái câu trả lời đó đưa ra nó không phải là phản ánh con người của mình, không phản ánh con người của chính mình. Thì khi đó nhà tuyển dụng họ họ nhận được cái câu trả lời của chúng ta phù hợp, họ tưởng là ta là con người như thế mới thể hiện cái câu trả lời như vậy và họ nhận chúng ta vào. Là điều gì xảy ra? Đó là thầy đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp của các bạn sau khi mà chúng ta trúng tuyển vào công việc đó đấy. Thì sau một thời gian thì chúng ta cảm thấy mình không phù hợp nữa. Ví dụ như là chúng ta làm độ 6 tháng chẳng hạn, hoặc là 1 năm chẳng hạn, ta phát hiện ra là ô, công việc này không như mình nghĩ và mình hoàn toàn không phù hợp với công việc này. Tại vì mình tìm hiểu không kỹ từ lúc đầu, mình chỉ hướng tới làm thế nào trúng tuyển thôi. Và 6 tháng sau đó thì các bạn ấy phải đi tìm một công việc khác, các bạn ấy nghỉ nghỉ công việc đó để đi tìm một công việc khác. Và cái khoảng thời gian 1 năm, 6 tháng, 1 năm đó, thậm chí là 2 năm đầu tiên bắt đầu sự nghiệp nó rất quan trọng. Vì lúc đó chúng ta còn đang tràn đầy nhiệt huyết. Nếu chúng ta bước vào một cái môi trường có văn hóa phù hợp thì chúng ta sẽ có sự phát triển rất là mạnh mẽ. Thậm chí có những người mà thầy biết là sau độ 1 năm đến 2 năm họ đã có vị trí chắc chắn và vị trí được tôn trọng ở trong cái doanh nghiệp của họ rồi. Thì quay trở lại với những bạn này, khi đã bỏ lỡ mất 1 năm, khoảng độ 1 năm hoặc thậm chí là 2 năm loanh quanh ở trong một doanh nghiệp mà mình đã trúng tuyển vào nhưng thực chất là mình không phù hợp, thì đối chiếu so sánh với họ thì có những cái người bạn của họ mà thầy chứng kiến thì đó là họ đã trong khoảng thời gian đó họ không vội đi bằng được, họ không vội bằng được tìm mọi cách để vào cái doanh nghiệp đó, mà họ đi tìm cái doanh nghiệp mà phù hợp với bản thân mình. Và họ tìm được cái doanh nghiệp mà họ họ có thể không trúng tuyển ở trong cái cùng cái cuộc phỏng vấn đó với các bạn kia, nhưng mà sau đó thì họ
sau khoảng độ 3 tháng chẳng hạn, họ có thể tìm được một công việc khác mà nó tốt hơn hẳn hoàn toàn, công việc mà họ cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình, và từ đó họ có cái khả năng phát triển vững bền ở phía sau, rất nhiều cơ hội phát triển. Ở đây thầy chỉ muốn nói là đó là cái điều hết sức quan trọng ở đây là đối với người trẻ, đối với người lao động, cái điều quan trọng nhất không phải là chúng ta có được một công việc, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có được một công việc phù hợp với bản thân mình. Tại vì xét cho cùng, hạnh phúc của người trẻ, hạnh phúc của người lao động là được đóng góp có ý nghĩa cho xã hội thông qua cái hoạt động của mình ở trong doanh nghiệp. Và điều đó chỉ có thể có được nếu mà chúng ta phù hợp với tổ chức mà chúng ta tham gia. Và khi mà chúng ta đến phỏng vấn với cái tâm thế là em đến đây là để phỏng vấn, để tìm hiểu xem là doanh nghiệp có phù hợp với em không, công ty có phù hợp với em không, thì lúc đó chúng ta không không bị run nữa. Chúng ta không đến với cái tâm thế là bằng mọi giá phải có được nó, thì chúng ta sẽ không còn bị áp lực. Lúc này chúng ta rất nhẹ nhõm. Và lúc này cái cuộc phỏng vấn nó theo đúng cái nghĩa của trong tiếng Anh là interview. Inter là hai phía. View là nhìn, tức là hai bên nhìn và quan sát lẫn nhau. Em tìm hiểu về công ty và công ty tìm hiểu về em. Và khi đó thì chúng ta sẽ tự tin. Ok. Thế video đã dài, thầy có thể dừng ở đây. Tóm lại, em phần tự hỏi bản thân mình phỏng vấn để làm gì? Mình phỏng vấn để tìm công việc phù hợp với bản thân. Chúc các em sớm tìm được công việc phù hợp với bản thân mình. Tạm biệt các em, thầy Hoàng, Hoàng Ology English.